Các em thân mến, sau đây thầy hướng dẫn các em một dạng bài toán cũng cực kỳ quan trọng. Đó chính là dạng bài toán khí SO2 tác dụng với xu kịch kiềm. Để học dạng bài toán này thì các em đã phải học cái dạng bài toán H2S tác dụng với xu kịch kiềm rồi. Nếu bạn nào chưa học cái dạng bài này thì các em phải xem lại video đó nhé. Trong video H2S tác dụng với xu kịch kiềm, thầy đã nói rất rõ cách tính OH trừ như thế nào. Phản ứng của H2S với OH trừ ra làm sao, thầy đã nói rõ rất rõ rồi. Các em sẽ học lại. Thế còn sau khi học xong video đó thì chúng ta sẽ học đến video này. Các em hãy đi vào bài cho thầy. Đó là bài toán SO2 cộng với dung dịch kiềm. Chúng ta cũng xét phần 1 là lý thuyết phản ứng. SO2 và CO2 nó đều là một oxit axit cả. Bây giờ chúng ta sẽ làm một lần cho cả hai nhé. SO2 hoàn toàn tương tự cho CO2. Hai bài toán này rất giống nhau và chúng ta sẽ áp dụng chung một cách giải thôi. Lý thuyết đây, các em hình dung như thế này. Chúng ta có một cái bình. Trong bình này đựng dung dịch kiềm các em ạ. Mà dung dịch kiềm có nghĩa là chúng ta quan tâm đến IOH, dung OH trừ. Em tưởng tượng chúng ta có một cái ống dẫn khí và chúng ta dẫn vào đây khí SO2. Thì các em hình dung SO2 là một oxit axit, trước khi phản ứng với ion OH trừ thì SO2 sẽ phản ứng với nước trước. SO2 cộng với nước để thành axit sunfuro là H2SO3. Axit sunfuro. Chúng ta hãy nghiên cứu tới tính chất của axit sunfuro một chút. H2SO3 là axit sunfuro, là một axit yếu. Phân ly hai nấc. Hai nấc nghĩa là như thế nào? Tức là HO như này. Đấy, SOA như này. Đấy. Thì không phải ngay lập tức H nó tách ra khỏi axit cả hai luôn, mà phải tách từ từ em ạ. Các em nhớ rằng là những axit yếu thì cái việc tách H ra khỏi axit là rất khó khăn. Vì vậy mà nó không bao giờ tách một phát hết cả 2H luôn. Nó phải tách từ từ. Nếu như cắt đứt liên kết. Đấy, cắt đứt liên kết giữa H và O thì các em hình dung ra ấy thì cái H nó sẽ bị tách ra. Tách ra. Đấy, thì trở thành H cộng. Và cái phần còn lại ở đây này. Cái phần còn lại đây này. Đấy. Cái này chính là HSO3. Và cái liên kết ở đây ấy, nó chính là một điện tích âm. Người ta viết là HSO3 trừ như này. Nó chính là một cái liên kết còn lại sau khi H đã tách ra. Bây giờ nếu như tiếp tục lại tách một H nữa. Bây giờ thầy phóng, thầy thu nhỏ này lại nhá. Cho đỡ tốn diện tích. Đấy. Thu nhỏ lại. Bây giờ các em tưởng tượng là chúng ta xét cái phân tử này, xét cái ion này, nó tiếp tục tách một H nữa. Đấy, tiếp tục tách ra một H nữa thì chúng ta sẽ được một H cộng tiếp theo đó. Và cái phần còn lại ở đây chúng ta có thêm một cái liên kết này nữa, và cái phần còn lại này nó chính là SO3 2 trừ. Đó. Vậy tóm lại, H2SO3 là một axit yếu phân ly theo hai nấc. H2SO3 nếu tách một H, tách đi một H
thì nó tạo thành gốc HSO3 trừ. Không phải là hóa trị 1 nhá, hóa trị 1. Thế còn nếu như nó tách cả 2H, tách cả 2H thì sẽ thu được gốc SO3 2 trừ. Và đây là hóa trị 2. Thế còn tại sao là 1 trừ? 1 trừ em hình dung là cái liên kết còn lại nó để lại từ hydro. Thế còn 2 trừ nghĩa là gì? Là có hai liên kết mà hydro nó để lại cho cái gốc SO3. 1 trừ nghĩa là hóa trị 1 và 2 trừ nghĩa là hóa trị 2. Thế thì làm thế nào mà để cái H tách ra? Đấy, cái H nó tự tách ra cũng được em ạ. Nhưng cái việc tách H ra một cách tự nhiên ở trong nước ấy, nó tương đối là khó khăn. Thế nhưng nếu như có OH trừ tấn công vào, SO3 như này. Nếu như có OH trừ tấn công vào để kéo H cộng ra thì việc đó xảy ra là dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy. Đây, tách ra. Cái này sẽ thành nước em ạ. Sẽ thành nước. Vậy ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta có phản ứng là H2SO3 cộng với một OH trừ thì để tạo thành HSO3 trừ cộng với nước. Thầy lại thu nhỏ cái phần này lại để cho đỡ tốn diện tích. Bây giờ chúng ta lại lấy cái phân tử cái ion HSO3 trừ này cho tác dụng tiếp với một cái H cộng. Đây. Tác dụng tiếp với một OH trừ đúng hơn. Tác dụng tiếp với một OH trừ. OH trừ nó nhảy vào. Để kéo cái H cộng này ra. Đấy. Thì lại tạo ra một phân tử nước nữa. Lại tạo ra một phân tử nước nữa. Cái phần còn lại ở đây chính là SO3 2 trừ. Đây, cái phần còn lại ở trên này này. Chính là HSO3 trừ. Thế còn nếu như chúng ta có phản ứng này, HSO3 trừ cộng với một OH trừ nữa sẽ tạo thành SO3 2 trừ và cộng một nước. Đấy. Cái này đây, nó chính là nó đây này. Đây là phương trình thầy viết ở dạng bản chất. Ở bản chất hóa học để các em hiểu một cách thực sự vấn đề. Tuy nhiên, khi tính toán, khi giải toán thì chúng ta sẽ không phải viết như thế này. Đấy. Khi tính toán chỉ cần ngắn gọn. Đấy, như sau. Đó là SO2 tác dụng với OH trừ để tạo thành gốc HSO3 trừ. Bây giờ chúng ta có cần thêm nước ở đây không? Cái nước này chỉ là phụ thôi các em ạ. Nếu như thiếu hydro thì chúng ta sẽ thêm nước. Thế còn nếu như mà đủ hết rồi thì chúng ta không cần. Đây nhá. Em để ý đấy, S này, S đủ rồi này. H mới một H đủ rồi này. Đây là O2 với 1 là O3. Đây là O3 đủ rồi này. Vậy thì chỗ này chúng ta không cần thêm nước vào nữa. Đấy, các em chú ý này. Đó. Thầy bỏ hết những cái gạch đi cho nó rối mắt. Rồi, phương trình thứ hai là SO2 cộng với lại 2OH trừ sẽ tạo thành SO3 2 trừ. Ở bên này các em thấy là có H mà rõ ràng bên phải không có H thì không được em ạ. Chúng ta phải thêm sản phẩm phụ là nước vào. Bây giờ chúng ta sẽ cân bằng phản ứng này. Em thấy là S đủ rồi. O2 ở đây là O4. O3 với 1 là O4 bên phải cũng đủ rồi. 2H ở đây, 2H đây vừa đủ. Đây, đây chính là hai phương trình cốt lõi để chúng ta sử dụng trong quá trình tính toán. Đấy. Vậy tóm lại là như thế nào? SO2 tác dụng với ion OH trừ có thể sinh ra hai muối. Cái này gọi là muối axit
Cái cổ nghe gọi là múa Trung Hòa. Đấy. Ở đây là thầy viết phương trình tổng quát cho các mọi trường hợp. Thế khi mà có kim loại cụ thể thì các em phải ghé, phải viết vào. Đấy. Các trường hợp cụ thể nhá. Ví dụ cộng với lại NaOH chẳng hạn. Thì có hai phương trình này các em viết ra, SO2 cộng với lại NaOH tạo thành NaHSO3 hoặc là SO2 cộng 2 NaOH để tạo ra Na2SO3 cộng với nước. Thế còn với CaOH hai lần thì cũng như vậy. Có gốc HSO3, có gốc SO3 nhưng mà các em phải gắn với kim loại phù hợp. Ví dụ cộng với lại CaOH tất cả hai lần thì SO2 cộng với lại CaOH tất cả hai thành CaHSO3. Các em nhớ gốc HSO3 là hóa trị 1. Thế còn Ca hóa trị 2 vậy thì các em phải thêm hai lần vào đây. Đấy, trong cân bằng đây phải hai vào đây. Không cần thêm nước nữa. SO2 cộng với lại CaOH tất cả hai lần thành CaSO3. Không có H ở đây thì cộng thêm nước vào. Thế xong em cân bằng nó đã đủ rồi thì thôi. Đấy. Vừa rồi chúng ta đã học lý thuyết xong. Tóm lại là SO2 tác dụng với xung kiềm có thể sinh ra muối axit, có thể sinh ra muối trung hòa. Và chúng ta phải viết cụ thể với từng kim loại. Nếu kim loại hóa trị 1 thì gắn với HSO3 thì không cần thêm hai lần. Thế còn nếu kim loại hóa trị 2 thì gắn với gốc HSO3 cần thêm hai lần. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần 2 là phương pháp giải toán. Phần 2 là phương pháp giải toán. Để giải bài toán khí SO2 tác dụng với rùi kiềm thì nó có hai dạng câu hỏi các em ạ. Nó có hai dạng câu hỏi. Đó là cái dạng 1 là cho chất ban đầu tính sản phẩm muối. Và dạng 2 là cho biết muối sẵn rồi tính lại chất ban đầu. Có hai bài toán. Phần A là bài toán xuôi. Đó là cho SO2 đấy, cho OH trừ yêu cầu hãy tính sản phẩm muối. Đấy, tính muối có nghĩa là có thể tính gam, tính mol hoặc là tính khối lượng chất rắn do phản ứng. Hay thầy cho em thầy nói chung đi, thầy không tính muối là mà là tính sản phẩm nhá. Chỗ này thầy viết cụ thể là tính sản phẩm. Đấy. Thế thì với cái bài toán xuôi này, các em nhớ là chúng ta phải biết được nó ra cái trường hợp nào. Thế thì tùy trường hợp nhé, các em hình dung ra tùy trường hợp. Đấy. OH trừ nhiều hay ít thì nó sẽ ra được muối gì. Bây giờ các em hiểu bản chất này. Hiểu sâu. Đây. Các em hiểu cái gốc khác. Gốc khác của SO2 là nó phải phản ứng nước trước em ạ. Nó phản ứng nước trước để thành H2SO3. Đó. H2SO3 nếu tách một H thì thành HSO3 trừ. Thế còn tách 2H thì thành SO3 2 trừ. Vậy thì làm thế nào để biết được là nó tách 1H hay là tách 2H? Thì đây, các em lập thấy tỷ số này. Các em lập tỷ số. Cái tỷ số này thì ký hiệu là K đi. Thì bằng mol của OH trừ trên mol của SO2. Và bây giờ các em sẽ có một cái sơ đồ như thế này. Đây là K 0 1 2. Nếu K bằng 0 có nghĩa là
chưa có H nào bị bật ra. Đây, xuất phát từ cái H2 S2 3 này, xuất phát từ cái H2 S2 3 này chưa có H nào bị bật ra. Mà chưa có H nào bị bật ra thì tức là nó vẫn là H2 S2 3. Nhưng mà cái H2 S2 3 này chúng ta chỉ hiểu nó ở trong đầu thôi nhá. Chúng ta sẽ không viết ra nữa, không viết ra H2 S2 3 nữa. Chỉ hiểu là với khác nó vẫn là H2 S2 3 chưa bị tách H nào ra, nhưng chúng ta không viết ra nữa. Chúng ta chỉ viết là SO2 thôi. Đấy. Thế còn nếu như K bằng 1, K bằng 1 có nghĩa là có một H đã bị bật ra. Đây, H2SO3 K bằng 1 thì có nghĩa là đã bật ra một H. Bật ra một H thì nó có gốc HSO3 trừ được tạo ra. Gốc HSO3 trừ được tạo ra. Thế còn K bằng 2, K bằng 2 có nghĩa là có nhiều H trừ, có nhiều H trừ nên nó bật tất cả 2H ra luôn. 2H bị bật tất ra. Vì vậy mà nó sẽ tạo ra gốc SO3 2 trừ. Đó. Thế nếu như K mà lớn hơn hẳn 2, lớn hơn hẳn 2 thì lúc đó OH trừ nó quá dư rồi. Rồi. Thế bây giờ nếu như trong trường hợp này K lớn hơn 1 nhỏ lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì làm sao? Nếu K lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì nó sẽ có cả hai cái này. Đấy. Nếu K lớn hơn 1 nhỏ hơn 2 thì có cả hai chỗ này. Thế còn K lớn hơn 2 thì có hai thằng này. Thế thôi, trong khoảng mà, trong khoảng thì lấy cả hai. Đây. Thầy xét từng trường hợp một nhá. Thầy sẽ lấy lại đúng cái sơ đồ này để các em luôn luôn nhìn theo. Nhưng thầy sẽ thu nhỏ lại. Đây. Trường hợp 1 là K lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì suy ra các em nhớ cho thầy, luôn luôn nhớ thầy là gốc gác chính là H2SO3. Và K bằng 0 có nghĩa là vẫn còn SO2 dư. Và nhìn vào cái K, nhìn vào cái số 0 này này, hình dung như là SO2 dư. Thế còn nhìn vào số 1 này, có nghĩa là có một H bật ra. Vậy thì có nghĩa là có cái gốc HSO3 trừ được tạo ra. Đấy, sau đó các em viết phương trình minh họa ra. Viết một phương trình thôi. Đấy, thầy ví dụ là NaOH cộng với SO2 thành NaHSO3. Thế sau đó các em tính thôi. Em đặt cho mol của NaH đây. Giả sử là x chẳng hạn. Đặt cho mol của SO2 đây là y chẳng hạn. Sau đó các em tính muối. Tính muối hoặc là tính chất rắn sau phản ứng theo cái sản phẩm nào có theo chất nào có cái tỷ lệ mol nhỏ hơn. Đấy, thì cái dạng này em mới tính rồi mà. Tính cái này này. Đấy, lúc đó chắc chắn em sẽ tính theo cái này. Bởi vì là SO2 nó dư mà. Thế còn nó dư hay không thì ta lập tỉ số cái dạng này các em biết rồi. Nếu mà chưa biết thì phải học lại thôi nha. Rồi, bây giờ đến trường hợp 2. Trường hợp 2. Thầy vẫn vẽ lại cái sơ đồ này. Để các em nhìn cho nó rõ nhé. Trường hợp 2 là K lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Thì các em hình dung ra nhìn cái số 1 này có nghĩa là có gốc HSO3 trừ. Thế nhìn vào số 2 này thì có nghĩa là có gốc SO3 2 trừ. Đấy, nhìn vào số 1 nghĩa là có 1H bật ra. 1H bật ra thì có nghĩa là có HSO3 trừ. Thế còn nhìn vào số 2 có nghĩa là có 2H bật ra, thì tức là ra SO3 2 trừ. Bây giờ các em viết hai phương trình ra. Thì ví dụ, bây giờ thì ví dụ khác đi, CaOH tất cả hai lần đi, cộng SO2 thành ra CaHSO3 và CaOH tất cả hai cộng SO2 thành CaSO3 cộng nước. Thế sau đó thì các em sẽ giải hệ thôi nhá.
Bây giờ các em sẽ giải hệ thôi. Bây giờ muốn tính muối thì các em sẽ đặt ẩn giải hệ các em ạ. Đặt ẩn ở đây là x này. Thì đây sẽ là x. Đây sẽ là đây cân bằng ở đây nhá. Thầy cân bằng ở đây, đây là 2. Đây sẽ là x đây y, đây sẽ là 2y. Y. Và lúc đó các em sẽ lập hệ phương trình, em giải ra x cộng y bằng mol của CA hóa lần x cộng 2y bằng mol của SO2, xong giải hệ ra. Thế còn cụ thể thế nào thì khi các em làm bài tập các em sẽ rõ. Bây giờ chúng ta đến với trường hợp thứ ba. Thầy vẫn nhìn vào cái sơ đồ này. Cái sơ đồ này các em nên vẽ ra một vài lần, ba lần đi cho thuộc hẳn đi nhá. Trường hợp 3 là k lớn hơn hẳn 2. K lớn hơn hẳn 2 thì có nghĩa là chỉ có SO3 2 trừ. Tức là tất cả H đã bật ra hết rồi. Và OH trừ dư. Lúc đó chỉ có một muối thôi. Vậy thì các em viết phương trình ra để ví dụ nhé. Ví dụ bây giờ thầy viết với một cái ba dư khác đi. K đi. Cao H cộng với lại SO3 thì tạo thành K2SO3 cộng với nước. Để sau đó em cân bằng và em giải ra thôi. À, lúc này thì cao H nó dư thì em biết thừa là phải tính theo cái gì rồi, đúng không? Phải tính sản phẩm theo cái gì rồi. Cái này thầy sửa lại nhé. Cái này là SO2. Rồi, đấy, đây là chúng ta đã trải qua được tất cả các cái trường hợp ở bài toán xuôi, đó là bài toán cho chất ban đầu tính sản phẩm. Các em chú ý cho thầy, chú ý bài toán xuôi thì chỉ có một đáp án thôi nha, có một kết quả, bởi vì chúng ta phải biện luận để tìm ra kết quả nó là cái gì. Bây giờ kèm đến với phần B là bài toán ngược. Bài toán ngược. Em nhớ là bài toán ngược đấy. Thì chúng ta sẽ chưa biết nó là rơi vào trường hợp nào. Đấy, bài toán ngược là cho sản phẩm tính chất ban đầu. Có nghĩa là như này, ví dụ này, ví dụ là cho SO2 tác dụng với dung dịch kiềm là thu được Na2SO3 chẳng hạn, yêu cầu hãy tính SO2. Đấy, cái kiểu hỏi tính SO2 thì em nhớ là nó có hai trường hợp nhá, sẽ có hai trường hợp. Đó là chỉ có Na2SO3 thôi. Đấy, thì các em viết một phương trình thôi. Trường hợp 1. Viết một phương trình ra là NaOH cộng SO2 thành Na2SO3 cộng nước. Đấy. Thế sau đó thì tính ngược lại. Từ Na2SO3 tính ngược lại thành SO2. Thế còn trường hợp 2 là có cả hai muối. Thì viết hai phương trình ra nhá. Viết hai phương trình có cả hai muối NaHSO3 và Na2SO3. Vậy mình viết cả hai phương trình ra. NaOH cộng SO2 tạo thành Na 2SO3 cộng với nước NaH NaOH cộng SO2 biến thành NaHSO3. Sau đó thì mình tính toán thôi. Mình tính toán theo phương trình bình thường. Tóm lại là dạng bài toán xuôi chỉ có một trường hợp, chỉ có một kết quả thôi. Thế còn
Bài toán ngược thì có hai kết quả nhé, chú ý. Bài toán ngược thì có hai trường hợp. Đấy, chỉ có một muối. Có một muối. Và trường hợp thứ hai là có hai muối. Thì các em giải lần lượt từng trường hợp một. Để cụ thể thì các em sẽ có bài tập minh họa nhé.